ơi, nghe nó quay lại video tiếp theo của LMC nha. Thì ở clip trước tôi có nói với anh em là nếu clip đó mà đủ 4.000 like thì ở clip này tôi sẽ đi review ạc của anh KenBC. Thì cuối cùng clip đó cũng đủ 4.000 like rồi anh em ạ. Thì bây giờ không lên tha lên thuyền nữa anh em ơi. Đi vào kho đồ là đầu tiên là đã thấy bộ lá khách tím rồi anh em ạ. 293 cái đầu luôn anh em ơi, quá đẳng cấp. Nhưng mà hầu như là toàn đồ tử chiến thôi anh em ạ. Bởi vì anh Ken là chuyên tử chiến mà, thấy không? Toàn đồ cháy thôi anh em ơi, chu choam. Ui ôi, cái bộ đồ sứ giả ác ma này siêu hiếm luôn anh em ạ. Cái bộ đồ này là đi kèm với cái combat bow ring ra đúng một lần thôi anh em ơi. Bây giờ ai mà có cái bộ đồ này là auto VIP luôn anh em ạ. Trời ơi là trời, giàu ác luôn, toàn mấy cái đồ lạ lạ thôi anh em ạ. Nhưng mà ác này là chuyên tử chiến ấy. Bây giờ mà cho anh em vào đây anh em phối đồ, anh em phối từ sáng cho tới tối cũng không hết luôn á. Trời ơi. Ôi ý, cái bộ đồ Satama này chỉ có đúng cái đầu với có cái dép thôi mà không có cái bộ đồ anh em ạ. Ui, lang khách kim long nha, bảy đá nha. Ác này bảy đá cũng không có thua kém gì đâu anh em ạ. Ui. Cái đầu này là cái đầu kẹp phản diện này anh em ơi. À, có đồ LMC anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm bộ đồ của LMC. Nếu mà có bộ đồ của LMC nữa là 10 điểm không có nhưng anh em ạ. Có luôn cả cái bộ đồ áo bạch tuộc anh em ơi. Áo chiến binh lửa. Mấy cái áo này là mấy cái bộ đồ bảy đá đấy anh em ạ. Bộ đồ thỏ này. Đó, khủng long bảy đá. Trời ơi là trời. Nhưng mà tôi không quan tâm. Cái thứ tôi quan tâm bây giờ ấy là áo của LMC. Anh em hiểu không? Anh em hiểu không? Đấy, bây giờ tôi sẽ đi tìm cái áo của LMC nha. Đấy, có liền, có liền. Bây giờ tôi sẽ đi tìm nốt cái gì nhỉ? Cái quần học đường anh em ạ. Cái quần học sinh của tôi á. Có không? Có không? Mấy vị chơi anh nhỉ? Nếu anh em cảm thấy clip hay á thì đừng quên cho tôi xin một like, một lượt đăng ký nhá. Bây có quần của tôi nữa là 10 điểm không có nhưng luôn nè. Ok chưa? Ok chưa? Đấy, 10 điểm anh em ơi. Ặc này quá ngon, quá VIP rồi anh em ạ. Mời đẹp. À mà còn một tin chấn động nữa anh em ạ. Thì hiện tại là sọt của LMC đang có rất nhiều ex ngon luôn nha. Cho nên anh em nhanh tay vào săn đi nhá. Đồ của anh Ken thì bây giờ cũng không có gì để review nữa rồi anh em ạ. Chắc là bây giờ để tôi đi qua tôi xem mấy cái gì nhỉ, người ta gọi là mấy cái hành động á, mấy cái hành động đa sắc đó anh em ạ. Ui, hành động gia nhập. Mấy cái hành động gia nhập này quá ngầu luôn anh em ạ. Nhưng mà anh Ken có một cái hành động 10.000 kim cương đấy, anh em đừng có rỡn nha anh em. Đấy. Chất chưa nước khất anh ơi. Cái hành động 10.000 kim cương là hành động VIP nhất. Ok chưa? Còn đi qua phần ba lô thì ba lô là có 125 cái ba lô. Nhưng mà tôi vẫn ưng nhất cái ba lô con thỏ anh em ạ. Ba lô màu hồng con thỏ mạnh mẽ anh em ạ. Chắc hẳn là bây giờ anh em muốn tôi đi vào vấn đề chính là đi review kho súng đúng không anh em. Nhưng mà bây giờ ạc của anh Ken là chuyên tử chiến đúng không. Bây giờ để tôi đi check thử xem ạc của anh Ken nhện tử chiến bao nhiêu chấm nha. Nước đi hay đấy. Đừng nói là nhện tử chiến 10 chấm cái tôi ngã ngửa luôn anh em ơi. Ok, để bây giờ tôi sẽ đi vào tôi xem nhện tử chiến của anh Ken bao nhiêu chấm nha. À, level 75 luôn anh em ạ. À, ui, nhện tử chiến 5.40, tỷ lệ sọt 82% nhưng mà thua tươi. À đâu, tỷ lệ sọt hồi xưa của tôi 100% cơ. Thôi bây giờ vào kho súng nha anh em. Ui, M4A1 địa ngục dung nham anh em ạ. AK rồng xanh level 7 có luôn cả cái khẩu hỏa kỳ lân nè. Đi qua skin M14 thì có khẩu quái thú. Cái khẩu này là khẩu mạnh nhất rồi còn gì nữa đúng không? SK đẳng cấp Titan anh em ạ. Groza Giáng sinh format level 7, trời ơi là trời, cái khẩu này bá lắm luôn á. XM8 thì để bê đi qua xem XM8 thì có khẩu 7 đá bão lửa với cả khẩu lôi thần level 4 anh em ơi. Nhưng mà tôi vẫn thích khẩu 7 đá hơn nha. Đấy, ôi có khẩu AUG thời không luôn anh em ạ. Cái khẩu này là khẩu mạnh nhất luôn á. Có luôn cả skin chim bói cá anh em ạ. Cái khẩu G36 này là cái khẩu quần què gì tôi cũng chả biết anh em ơi. Chim gõ kiến thì 6 khẩu, trời ơi trời, đẳng cấp đấy, cũng là gọi là ok đấy. Ui, cái khẩu này tăng 2 tầm sang này, mấy khẩu này, à mấy khẩu này là mấy cái khẩu được tặng free anh em ạ. Trời ơi, 6 khẩu chim có kiến luôn nhưng mà lại không có khẩu level 7 anh em ơi, quá là một thiếu sót. Thôi, không lên tha lên thuyền nữa anh em ạ, bây giờ tôi sẽ lướt qua nhanh mấy cái khu này nha. Mấy cái súng này cũng chả có gì để xem hết đâu. Để bây giờ tôi sẽ đi qua xem cái phần tiểu liên, ok chưa? Ui, M60 khẩu này 7 đá mà không thèm xài, xài khẩu quái thú anh em ạ. Đấy, tiểu liên có khẩu level 7 không xài, đi xài cái khẩu nghệ sĩ tử thần anh em ạ. MB5 thì 13 khẩu MB5, chó là trời. MB thì có luôn cả khẩu level 8 và khẩu level 7 nhưng mà ông Ken ông chỉ nâng 2 khẩu thôi anh em ơi. Mấy cái khẩu này thì cũng chỉ là mấy khẩu ở trong thẻ boy ra này. Đấy, M1014 level 7 với cả level 3 này. M1887 thì có 8 khẩu luôn anh em ạ. Vãi cả trường thật, level 7 với cả mấy cái khẩu kia kìa. Cho gương thì tăng 2 độ chính xác là ok, cũng ngon đấy anh em ơi. Thì chắc là bây giờ ạc này thì cũng chả có gì để xem hết anh em ạ. Chắc là tôi sẽ đi chơi tử chiến anh em. Bởi vì lúc nay tôi để ý là rank tử chiến của anh Ken là 90 sao. Để bây giờ tôi sẽ đi trải nghiệm thử xem cái rank tử chiến của anh Ken là bắn như thế nào nha. Ok. Nhưng mà bắn như thế nào thì vào tay tôi cũng chỉ là mấy con bọt mà thôi. Thôi để bây giờ tôi sẽ đi phối bộ đồ thật là đẹp để tôi đi bắn tử chiến nha. Đấy. Ok, ngầu chưa anh em, ngầu chưa? Ui, thằng nào mới đây? À ha, để tôi vào xem nó nói gì nha. Alo. Con bot NPC mày vậy? Con bot NPC không? Gặp solo tao. What?
của tao bốt cái mì xì lên. Chốt mày bậy không? Bốt như mày ra chốt mày bậy không? Tám không? Sao? Solo không con bốt đi à? Ấy trên này cái chát quá. Giờ bốt dám solo không? Chào thì cũng được. Thua 5k kim cương, chơi ông con boss kìa. Nani? Tạo phòng nghe, boss kìa. Trời ơi là trời, tôi tính đi bắn tử chiếm mà thằng Khứ này nó rủ tôi solo anh em ạ. À. Trời ơi, đã thế tự nhiên có 5.000 kim cương bỏ tới anh em ạ. À. Nếu mà thằng này nó mà bịp kèo tôi sẽ lấy 5.000 kim cương ra tạo giả cho anh em luôn, ok chưa? Nếu anh em cảm thích clip này hay thì đừng quên cho tôi xin một like, một lượt đăng ký nhá. Thì hôm nay tôi cũng sẽ tạo cho anh em thêm một cái mini game là ở clip ngày hôm nay tôi bắn được bao nhiêu kill headshot anh em nhớ kỹ nhá. Trong clip ngày hôm nay tôi bắn được bao nhiêu kill headshot rồi anh em nhớ cộng AD giúp tôi nha anh em ơi. À em dạo gần đây cái trình độ bắn one shot M1887 của tôi nó lên là một tầm cao mới đó mà. Nhưng mà hơi khượng thôi anh em ơi. Trình hồi xưa thì bây giờ làm gì còn nữa đâu. Có nhiều người treo tôi, người ta bảo là LMC bây giờ chỉ có đi tấu hài tôi, trình làm gì có nữa. Để tôi kể cho anh em nghe. Hồi xưa tôi bắn 8 loot trình 100% đúng không? Thì tôi qua 14 thì nó cũng chỉ còn có 50% thôi. Nhưng mà dạo này nó bị tuống trình rồi còn có 30 rồi anh em ơi. Cho nên anh em vào anh em solo với tôi mà anh em không thắng được tôi nữa thì thôi. Tôi đến ạ luôn đi chơ. Nhờ. Ra đạn là hết trò. Ra đạn là hết trò. Chả hiểu kiểu gì luôn anh em ạ. Đi đâu mà vội mà vàng mà gặp ngay LMC mà ra xài. Đi đâu con sâu này. Ra xã hội này liều thì ăn nhiều mà không liều thì ăn ít. Hơi mạo hiểm một tí. Nhưng mà trong tầm kiểm soát em hiểu không? Tỷ số thế là 1-0 nghiêng về cho LMC rồi anh em ơi. Quá trụ chắc. Đúng là một thằng nhóc rắc rối mới tự lận sức mình mà. Đấy, tỷ số là 1-0. Còn bây giờ chắc là trận này tôi chốt nó 8-0 luôn ý chứ. Nhiều anh em hỏi tôi là nút bắn của tôi là bao nhiêu thì ok, hôm nay tôi sẽ test nút bắn lên 55 cho anh em xem nhá. Thì hiện tại là sắp cập nhật OB mới rồi anh em ạ. Thì sắp cập nhật OB mới thì tôi sẽ làm DPI độ nhảy cho anh em xem, ok chưa? Nói mới nhớ thì sau clip này anh em muốn tôi review ạc của ai nữa thì anh em nhớ comment xuống dưới đây thì tôi sẽ cố gắng để tôi liên hệ, tôi sẽ đi review ạc của người đó, ok chưa? Thì tôi nghĩ là sau nếu mà clip này mà đủ 5.000 like thì tôi sẽ review ạc của ông Hoàng Tuấn Anh. Không biết anh em nào có biết Hoàng Tuấn Anh không ta? Hoàng Tuấn Anh là một YouTuber, một TikToker đấy anh em ạ. Đấy, từ bình tĩnh. Thằng này nó quéo của anh em ạ, nó nấp trong keo rồi. Mày ra đây đi. Mày ra đây đi là mày sẽ biết tay anh liền luôn nhá. Nấp rồi anh em ơi, keo tròn nấp rồi. Mày nấp hả mày? Mày cứ ở trong nó đi, mày mà bước ra đây là mày tới sớm mày liền luôn á nha. Đừng có rỡn mặt. Mày ra đây. Dạo này anh không còn được vui tính như xưa đâu. Ok chưa? Trời ơi trời, bắn cái gì không vậy trời. Hụt nó đi, mày thích hụt không hả? Hả? Hụt nhiều quá nó không có tốt đâu, tỷ số là 2-0 nghiêng về LMC rồi anh em ạ. Trận này chắc là quá nó áp đảo rồi anh em ạ. Thế là có 5.000 kim cương rồi anh em ơi, trời ơi là trời. Nice. Nhưng mà tôi sợ thằng này nó solo với tôi xong tin ra nó xóa kết bạn tôi luôn anh em ạ. Mấy bọn này toàn thế thôi. Mà theo tôi đánh giá là thằng này làm gì có trình đâu mà sao nó gãy khét như người trời. Ai mà biết được. Anh Ken không biết là anh Ken livestream như thế nào mà gây thủ chúc quán mà bọn này nó vào nó gáy khét tới không biết. Gặp ngay LMC nữa thì chịu luôn này mày ra đây. Mày ra đây. Hết tọc này chở là chờ bắn nhện cũng hụt nữa. À, 10 máu chơi 10 máu luôn. Càng ít máu anh càng thích. Bạn bị kinh rồi. Tỷ số là 3-0 rồi anh em ạ, quá đơn giản luôn ấy chứ. Mà theo tôi nghĩ là thằng này nó solo xong rồi tí nó trốn thôi anh em ạ. Chứ thằng này mà chơi chả kèo gì. Hình như nó nấp đâu rồi anh em ạ, tôi tìm không thấy nữa. Anh em nhìn tôi ăn shot cái ăn đấp này, anh em coi nha. Ăn shot 11887 nó quá đơn giản rồi. Bây giờ tôi ăn shot ăn đấp luôn, nó chói anh em ạ. Ăn đùi. Nấp à, ngồi bơm máu. Đi đâu cho khỏi nắng. Đúng là một thằng nhóc rất rố mấy tôi lợn sức mình mà. Tỷ số là 4-0 rồi anh em ơi. À, chắc là trận này 8-0 rồi anh em ạ. Nếu anh em nào mà tin trận này 8-0 thì anh em cho tôi xin một like nhá. One shot A đấp luôn cho anh em biết. Nếu anh em nào mà không biết thì tôi là một chùm one shot A đấp ra. Nhưng mà hồi xưa tôi bây giờ bắn toàn vàng anh em ạ. từ nha. Bình tĩnh nha, chúng ta phải giữ một cái đầu lạnh anh em ơi. Không biết là anh em muốn tôi solo với ai không nhỉ? Anh em mà muốn tôi solo với ai thì anh em nhớ comment xuống dưới đây để tôi đi liên hệ người đó, tôi giao lưu với anh em cho anh em xem nhỉ anh em đúng không? Đi đâu. Trời ơi kẹ. Từ để tôi kẹ đầu nó anh em. Thằng này nó không biết đặt keo luôn hay sao ấy. Làm gì tao mày làm gì tao
Thằng này nó không biết đặt keo hay sao anh em ạ. Thằng này theo đánh giá là con bot đấy chứ. Thằng này làm gì có trình đâu anh em. Trời ơi là trời. Đặt quả keo không ra nữa thì bắn cái gì trời ơi. Nghe không? Nó biết đặt keo nhưng mà nó không thèm đặt keo anh em ạ. Trời ơi là trời. Thằng này làm gì có trình đâu mà gạ tôi solo kèo 5.000 kim cương nhé. Tự nhiên thằng này nó cúng kim cương cho tôi hay sao ấy chứ. Cúng kim cương á mày, mày thích cúng kim cương á mày. Mày thích cúng kim cương á mày. Làm sao mày làm sao? Đi đâu cho khỏi nắng, đi đâu cho khỏi nắng. Trời. Trốn rồi. Sao tôi bắn hụt không mày trời. Vãi nồi thật trời ơi. Trời ơi là trời. Sao tôi bắn với thằng này tôi thành con boss chúng nó luôn rồi trời. Thôi anh em ạ, nãy giờ là tôi chỉ nháp thôi, bây giờ tôi bắn thiệt cho anh em xem nhá. Nhiều lúc tôi nhây nhây cái anh em bảo tôi là hết trình. Nhưng mà thật ra anh em đâu có biết là tôi đi tấu hài, tôi đi nhây cho anh em xem đâu. Thôi, không lên tha lên tuyên nữa. Bắn thiệt luôn anh em ạ. One shot Adam nha. One shot trời ơi trời. Bắn vậy mà cũng hụt nữa. Mày á mày. Trời ơi, tôi không ăn shot Adam nữa. Đi bắn mồm 1887 luôn. 5-0 quá đơn giản anh em ạ. Nó có ao chỉnh quá hay sao ấy chứ. Amazing, good job em. Trời ơi là trời. Thằng này như là lớp 1, lớp 2 hay sao ấy anh em ạ. Bắn như con boss đi. Từ từ. Trời ơi. Thôi anh em vứt Adam cho anh em ơi. Cái trình độ bắn Adam của tôi nó bị fail ấy sao ấy chứ. Hơi non. Dạo này bắn Adam nó không lên đầu nữa anh em ạ. Chán thiệt nữa. Kinh thể hiện trình bắn Adam ăn thọt cho anh em xem mà ai dè bắn chả trúng viên nào luôn. Quê quá quê rồi anh em ơi. Thì chắc là ở clip sau tôi sẽ làm thử thách cho anh em xem. Thì không biết là anh em có cái thử thách nào khó hơn không. Anh em nào mà có cái thử thách nào khó thì anh em nhớ bình luận xuống dưới đây cho tôi biết nhá. Ok chưa? Thì sau clip này chắc là tôi cũng sẽ đi làm thử thách nhiều hơn cho anh em xem. Tôi thì luôn luôn là đặt anh em lên hàng đầu. Cái gì anh em thích thì tôi sẽ làm thôi. Anh em hiểu không? Từ từ nha. Đi đâu mà vội mà vào mà gặp ngay LMC mà ra sảnh. Ra xã hội này liều thì ăn nhiều, mà không liều thì ăn ít. Thằng này nó không biết đặt keo anh em ạ. Bắn với thằng này kiểu nhây thôi chứ thằng này làm gì biết chơi đâu anh em. Thấy không? Bật quả keo còn không ra nữa. Trời ơi lại keo tròn. Trời ơi là trời. Đúng là một thằng nhóc rắc rối mới tự lợi sức mình mà. Tôi mà nó còn không ăn được thì nó còn mày đặt nó đi gạ solo anh Ken. Anh em muốn tôi solo với anh Ken PC không? Nhưng mà chắc là thua rồi anh em ơi. Thôi kệ. Bây giờ thằng quỷ này nó đặt keo tròn rồi anh em ạ. Bây giờ nó mình chỉ cần thoát khỏi cái keo này thôi là tôi chỉ cần bắn nó một viên thôi là hết tọt liền anh em ạ. Và tỷ số hiện tại của chúng ta đã là 6-0 rồi. Theo tôi dự đoán thì tỷ số nó sẽ là 7-0 sắp tới thôi. 7-0. Trời ơi trời, đúng là một thằng nhóc rắc rối mới tự lẫn sức mình mà. Dám gạ anh solo hả? 5.000 kim cương vào túi. từ nha. Bình tĩnh anh em ạ. Là bây giờ là 7-0 rồi. Để nó lật kèo nó thì hơi mệt. Cũng là rất là tốn thời gian anh em ơi. Cho nên tôi sẽ chốt nó 8-0 luôn. Ra trả kèo. Nhà em. Úi ơi. Nó bắn tôi bay đầu rồi anh em ơi. Vào hiện tại là tôi chỉ còn 20 máu thôi. Nhưng mà không sao. 20 máu đối với tôi thì tôi càng thích chứ sao. Đúng không anh em? Nó bắn có trúng tôi đâu mà đòi thắng tôi. 8-0 quá đơn giản luôn anh em ạ. Ra cha keo cộng 5.000 kim cương. 5.000 kim cương anh em ơi. Quá ngon. Ê, nhưng có khi nào ra nó xóa kết bạn tôi không trời. Từ nha, để bây giờ tôi ra tôi mời nó nha anh em. Đấy, đi ra mời nó cộng 5.000 kim cương. Đây anh em nhìn tên nha, anh em nhìn tên nha. Để vai cả trưởng luôn, nó ọp luôn anh em ạ. Vai cả đội. À, con chó này. Mẹ, tôi biết ngay mà. Chơi game mà, mẹ gạ người ta kèo solo. Cuối cùng ọp anh em ơi, chán tuyệt luôn ấy trời. Mẹ, biết thế không solo rồi anh em ơi. Thôi anh em ạ, bây giờ anh em mình đi bắn tử chiến anh em ơi. Ê, trời ơi, cay thế nhở. Từ từ. Anh em đừng có quên là trong clip ngày hôm nay tôi cũng tạo cho anh em thêm một cái mini game nữa nha. Trong clip ngày hôm nay tôi bắn được bao nhiêu kill headshot anh em nhớ kỹ đấy. Mày kẹp phản diện hả mày? Biết anh là ai không? Anh là Ken BC. Ra đà là headshot. từ, hình như có thằng ở trên nhà này anh em ơi, thằng cuối cùng ở trên nhà nè. Từ, bình tĩnh anh em à, bình tĩnh. Trong mọi pha giao tranh chúng ta cần phải giữ một cái đầu lạnh anh em ạ. Đấy, mày đè luôn. Bắn hơi vàng một tí nhưng mà quan trọng là xử lý anh em ạ. Ấy tí nữa thì quên anh em ơi, anh Ken đang cày tỷ lệ headshot anh em ạ. Cho nên bây giờ tôi mà đè giáp nhiều quá là anh Ken sẽ bị tụt tỷ lệ headshot đấy. Cho nên bây giờ tôi sẽ ăn shot luôn nhá. Tôi cầm lục bạc, tôi đi ăn shot luôn, tôi cày tỷ lệ headshot cho anh Ken luôn. Anh Ken cũng đừng có quên là LMC hồi xưa cày tỷ lệ headshot hơi bị kinh nhá. Ra là headshot chỉ có thể là LMC mà thôi. Thằng nào mà đủ bản lĩnh thì tôi bước ra đây đi, một mình anh chấp hết luôn, ok chưa? Trời ơi là trời, mấy cái thằng kẻ phản diện này nó núp ở trong keo rồi anh em ơi. Chơi game thì bây giờ chơi tử chiến cũng gặp kẻ phản diện mà chơi sinh tồn cũng gặp kẻ phản diện nữa anh em ạ. Ảo thật đấy. Bây giờ nó là một hệ tư tưởng rồi hay sao ấy chứ. Từ từ anh em ạ, từ từ bình tĩnh anh em ơi.
Từ từ để bây giờ tôi sẽ nhảy lên đầu con nhỏ này, xong tôi sẽ bay vào đấy. Đúng là một tư duy chiến thuật tốt. Từ từ đè giáp. Nhưng mà thằng bọn này nó nhiều keo thế nhờ. cứu cứu mày. Hay không quá đơn giản cho tem LMC rồi anh em ơi. Nếu anh em cảm thấy clip này hay á thì đừng quên cho tôi xin một like, một vào một lượt đăng ký nhá. Đấy, dạo gần đây tôi bắn hơi bị kinh đó nha. Từ từ anh em ạ, giữ một cái đầu lại anh em hiểu không. Từ từ bây giờ tôi đang không có súng tầm gần, mà bây giờ tôi cầm cái khẩu AUG này thì khẩu AUG này nó cũng khá là mạnh đấy. Bởi vì sao? Bởi vì nó bắn nhanh vãi nồi luôn anh em ạ. Từ từ đi đâu mà vội mà vào mà gặp ngay LMC. Một kill thơm phước mà kill thường anh em ơi. Trời ơi là trời, chắc là tôi cầm ạc của anh Ken dạo này tôi bị súng chỉnh, chắc là tôi tụt tỷ lệ sọt ngất luôn ấy chứ. Tỷ lệ sọt của người ta đang 80% gặp vào tay tôi chắc còn 40%. không sao. Nào mày nó ra đây. Mày nó ra đây kẻ phản diện với chúng tôi à. Đúng là một thằng nhóc rắc rối với cơ lượng sức mình mà. Đã thấy thì trận này tôi chốt cho 4-0 luôn anh em ạ. Nếu anh em mà cảm thấy clip này hay thì đừng quên cho tôi xin một like và một lần đăng ký nhá. Từ anh em ạ, để bây giờ tôi sẽ móc lốp thần trưởng, tôi bắn lục bạc nha anh em. Cái trình độ bắn lục bạc của tôi thì anh em khỏi cần phải bàn nha. Ra đạn là hết chọc, ok chưa? Thằng nào mà đủ bản lĩnh thì bước ra đây, một mình anh chấp hết luôn. Mày ra đây. Mày ra đây, đúng là một thằng nhóc rắc rối mới tự lợi sức mình mà. còn thằng nào mày đúng không? Mày đúng không? Trời ơi là trời, nó đặt keo quá trời luôn anh em ạ. Làm tao. Mày làm tao một đầu nhá. Trời ơi, hết đạn anh em ạ. Trời ơi là trời cay thế nhờ. Và bây giờ tỷ số đang là 3-2 rồi anh em ạ. Thôi không liên tha liên thuyên anh em ạ, phải lật kèo tôi anh em ơi. Bây giờ mà để nó lật kèo thành 3 đều nữa là khó ăn lắm á. Cho nên bây giờ tôi phải bắn nghiêm túc nhá. Bình tĩnh, chuyện gì còn có đó mà anh em, cứ phải bình tĩnh thôi. Mày bắn ai, bắn tỉnh bơ vậy con. Tỉnh bơ ở đây với chúng tôi là mình chỉ có một con đường, tôi là ra thải. Và tỷ số hiện tại của chúng ta đã là 3-2 rồi anh em ạ. Trận này chắc chắn là trận này tôi win rồi anh em ơi. Cho nên anh em mà cảm thấy clip này hay á thì đừng quên cho tôi xin một like và một lượt đăng ký nhá. Nếu anh em mà có cái thử thách nào khó hơn á thì anh em nhớ bình luận xuống đây cho tôi biết nhá. Còn bây giờ là clip của tôi tới đây thôi anh em ơi. Bye bye anh em, bye bye. Nhớ like và đăng ký cho tôi nha. Bye bye anh em, bye bye.